thay mặt cho chị Tiên Trần ở Mỹ tặng cho gia đình em Thành một cái tủ lạnh và một cái tivi 32 inch của bác anh chị. Và như vậy là cái tivi của mình đã kết nối được với lại cái wifi. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Thì sáng ngày hôm nay thì Bùi Hồ đang có mặt tại huyện Thanh Bình của tỉnh Đồng Tháp á. Thì Bùi Hồ sẽ qua nhà em Thành thay mặt cho chị Tiên Trần ở Mỹ tặng cho gia đình em Thành một cái tủ lạnh và một cái tivi À, thì 32 inch. Bùi Hồ đang có mặt tại huyện Thanh Bình của tỉnh Đồng Tháp á cô bác quý anh chị. Ngày hôm nay thì Bùi Hồ có mặt tại cái khu vực điện máy xanh ở đây để mà thay mặt cho chị Tiên là một mạnh thường quân ở Mỹ á để mua cho em Thành một cái chiếc tivi nhỏ nhỏ để cho con của em có thể xem vào những giờ phút giải trí thư giãn nè, và một cái tủ lạnh để sau này vợ của Thành đó là em Nhung á có muốn buôn bán những cái nước ngọt hoặc là buôn bán những cái cà phê á, thì có thể sử dụng được. Và bây giờ Bùi Hồ mời cô bác quý anh chị tiếp tục vào bên trong với Bùi Hồ để mua những cái phần quà rất là thiết thực và ý nghĩa để cho gia đình của em sau khi từ gầm cầu dọn lên nhà trọ sinh sống, hay cô bác quý anh chị. Rồi mời cô bác quý anh chị cùng vô đây với Bùi Hồ ha. Bông này nặng 43 hả? Này 40, 43 này cũng nhiêu? nhiều. Cái này thì 7 triệu 4, 9, 10, cái này của Sunny. Còn nếu mà mềm xíu thì cũng như tầm khoảng 4 triệu mấy, 5 triệu đó. Cái loại này là 4 triệu, 4 triệu 3 42, 90. là này nhiêu? Là 32 inch của Casper nha. Cái mạo nó cũng coi được thôi chứ không có được đẹp lắm nha. Vậy thì 32 inch loại nào đẹp? Nếu mà 32 được có thì em xài 4 triệu, ở này là nhiêu? Giá em để đây cho nước nè. À 4 triệu. Này như 4 triệu rưỡi đó, 4, 4 triệu rưỡi. Nếu mà đẹp đẹp thì nó có Samsung chứ Sony á. Nhưng mà 32 kia, nếu mà anh mua 32 độ phân giải nó HD rồi, nó không có đẹp. Còn nếu mua như từ mà 43 chứ lên thì mạo nó mới đẹp. Mua 43 là nhiều, nó mắc hơn nhiều ta. Nó tùy theo cái giọng anh lấy nữa. Ví dụ 43 nếu mà nhìn tìm giá mềm mềm xài có TCL cũng được nè. À TCL 43 này 5 triệu mấy hả? Thì đúng rồi, giá cũng trên lợi chứ cái dòng 32 thôi cũng 5 triệu 2. Nó mắc hơn 700 ngàn hay không gái? Đa số TV mà muốn bắt được YouTube là phải có wifi hoặc là 4G kết nối vô đúng không? Nói chung là TV anh chỉ sử dụng được wifi thôi. Có đầu thu mặt đất gì nữa đó. Đầu thu mặt đất thì anh coi đài. Là nó tích hợp hết đúng không? Cái này á, là nếu mà anh coi đầu thu mặt đất thì nó giống như có một cái đường truyền dây á, anh gắn vô TV để anh coi mấy đài truyền hình địa phương. Còn nếu mà anh muốn lên YouTube để anh nghe nhạc này kia là nhà mình phải có wifi mình mới coi được. Ở đây có hai loại, loại này là 5 triệu 3. Nó giảm giá nè, đúng không? 6 triệu 790 là giảm, mình còn 5 triệu 290. Bao lắp đặt hết luôn hả? Thằng này có 3 triệu 9 hả? Này 32 inch nhưng màu nó thì nó hơi tối, thì độ phân giải nó HD. Nói chung anh coi hình ảnh nó sẽ bị mờ, nó không có rõ nét á. Những cái loại tivi này là nó có tiết kiệm điện hết không em? Đúng rồi. Tiết kiệm điện hết hả? Dạ. Nó không có tốn điện nhiều đúng không? Đúng rồi. Còn ví dụ như tủ lạnh bây giờ nó có tiết kiệm điện không? Tủ lạnh bây giờ cũng người công nghệ inverter tiết kiệm điện ra năm ngày tầm khoảng 1 ký hơn hả? Ngàn ký 1 ký hơn hả? Dạ đúng rồi, tùy theo mình mở ra vô nhiều ít á, ví dụ mình mở nhiều thì nó tiêu thụ điện năng nhiều hơn. Còn ví dụ như hãng nó tính bình doanh tầm ngày tầm khoảng 1 ký. 1 ký là tháng 30 ký. Còn ví dụ nhà mình mở ra vô nhiều thì chừng nhau như 2 ký hay 3 ký gì đó. 30 ký thì khoảng 45 ngàn. Dạ. Ví dụ nhà mình không có cáp chảo băng ten hay đường truyền mặt đất á thì nói chung là tivi coi ít đài đúng không? Dạ đúng rồi, anh phải có. Bây giờ như thế này thì sau khi tham khảo với ý kiến của chị Tiên ở Mỹ á, hỗ trợ phần này hỗ trợ cho bạn Thành, thì cái tivi này lúc trước là giá 5 triệu 3 thì giảm xuống còn 4 triệu 490. Thì đây là cái tivi sáp của bác anh chị, thấy cũng tivi sáp thì nó cũng của Nhật đúng không? Dạ đúng rồi. Của Nhật nên anh nữ là cái tivi này. Anh lấy cái tivi này với lại vô trong kia. Dạ. Vô trong kia đi em coi. Đi nữa. Với lại mua một cái tủ lạnh, em tư vấn cho anh cái tủ lạnh, hai cái tủ lạnh mặc dù là cái số lít nó khác nhau nhưng mà điện năng nó tiêu thụ điện năng nó bằng nhau hay sao em? Dạ đúng rồi. Tủ anh mua tủ 180, 240 á thì điện năng nó cũng tiêu thụ bằng nhau, nhưng mẫu này bữa nay nó có chương trình khuyến mãi nhiều, cái tính năng nó sẽ thông minh hơn so với cái tủ nhỏ kia. Cái tủ nhỏ mà để đồ nhiều thì sẽ tiêu thụ điện năng dạ, nhiều rồi. Hơn ha. Đúng rồi. Tủ anh mua rộng đại thoải mái, đồ ăn mình để nó rộng thì nó sẽ
tiết kiệm điện hơn so với cái tủ nhỏ mình đủ để đồ ăn chặt hết, thì cái điện năng nó phải nó làm lạnh liên tục á, nên là nó sẽ phải tốn điện hơn so với cái tủ mình đồ ăn để rộng rãi, nó sẽ duy trì được đủ cái độ lạnh á, cho nên nó sẽ tiết kiệm nhiều hơn, điện nhiều hơn cha. Rồi đây là cái tủ lạnh này là 5.990.000, coi như là 6.000.000 rồi. Coi như là gần 6.000.000 cô bác với anh chị. Thôi anh lấy cái tủ này luôn ha. Tổng cộng của anh là nhiêu ta? Tủ này như 6.000.000, cái TV sáp anh coi là 4.490.000, đơn hàng của mình tổng cộng là 10.490.000 á. Bây giờ anh sẽ gửi ở đây trước khoảng 5.000.000. Rồi khi nào chuyển hàng xong anh sẽ giao thêm 5.000.000 nữa. Dạ được á. Thì cũng chân thành cảm ơn chị Tiên rất là nhiều đã hỗ trợ cho em Thành có cái TV với lại cái máy, cái tủ lạnh. Nếu như mà treo tường thì phát sinh thêm cái khung treo hả? Dạ đúng rồi, nếu mà mình để bàn thì sẽ không phát sinh thêm chi phí. Còn nếu mà nhà mình sử dụng khung treo á thì nói chung thêm cái chi phí cho em là 350.000 để mình cái khung treo để treo lên tường ha. Dạ đúng rồi, treo lên tường, treo lên vách nhà mình á. Là đi kèm trong thùng thì nó chỉ có chân để bàn. Thì nếu như mà sau này là để coi bạn đó để như thế nào, rồi có phát sinh thêm thì anh sẽ tính tiền. Dạ đúng rồi, thì có gì anh thanh toán với bên kỹ thuật giao hàng giùm em nha. Rồi ok. Là tổng cộng của anh nhiêu ta? Đơn hàng mới nãy của anh là 10.490.000. 10.490.000, nếu mà anh lấy thêm cái khung treo 350.000 nữa, tổng cộng của mình là 10.840.000 á. Thôi thì bây giờ thì khung treo cứ để đó, 10.490.000 thì anh sẽ gửi cho em trước 5.000.000. Dạ. Còn bao nhiêu thì sau khi giao hàng anh sẽ thanh toán. Dạ. Thì sáng ngày hôm nay thì các anh thợ bên điện máy xanh cũng đến đây để mà lắp ráp cái tủ lạnh cho nhà em với lại một cái tivi. Thì chắc có lẽ là cái tivi thì sẽ lắp ráp ngay tại ở trong cái căn phòng luôn. Chào em nghe Thành. Ôi. Hello. Ôi sao sổ mũi như vậy? Dạ bệnh không có gì. Vậy hả? Có uống thuốc vô không? Dạ có. Trời ơi, lau mũi cho em kìa Nhung. Uống hoài mà nó lấy khăn giấy gì lau mũi cho em với. Em tính chiều nay là coi chở ra bác sĩ giữ cho nó chích mũi. Ơi té ngồi xuống. Ngồi xuống. Trời ơi mặt mày lem luốc khóc hay vậy? Sáng ngủ mới cái chị ngồi đây té không? Bật ngửa té không? Dạ nó ngồi bình thường ngoài. Dạ hả? Dạ. Một cái tủ lạnh chị Tiên Trần ở Mỹ gửi. Tủ lạnh để đâu? Tủ lạnh thì để đằng sau ngay chỗ cặp cái chỗ em nấu ăn á, để đồ ăn vô trong đó ha. Còn cái tivi thì anh nghĩ em nên để trong phòng để tối vợ chồng với lại con coi luôn ha. Tivi này em gắn ở trong phòng đi dễ coi hơn ha. Em ngủ cái đầu bên đây đúng không? Dạ hai chồng em ngủ cái đầu quê đây. Thì em gắn cái tivi chỗ này đi ha. Chỗ đó đi. Tại em cũng mới nhờ người ta gắn cái dây điện lại đúng không? Lát nữa em khoan cái ổ điện lên cặp cái tivi giùm anh với ha. Gắn cái tivi trên đây đi. Chưa có wifi. Lát nữa bắt wifi của anh có gì thử cái tivi cũng được. Wifi làm để sao? Đúng rồi. Tại wifi bên đây là của bà kia mà bà đâu có xài đâu. Khỏi chia hơi, tháng mấy chục ngàn đó. Bà đâu có cho. Bà nói bên đây bất khó. Bạn nữa hỏi chia hơi hàng xóm láng giềng mà. Dạ. Thì bây giờ cái tủ lạnh á thì anh nghĩ là đúng rồi, em để tủ lạnh ngay chỗ này, bật đèn lên nhá. Cúp điện rồi hả? À em để tivi ở đây giùm em. Anh để đây giùm em. Cái bếp, cái bình ga sao em không để trong này nè? Bình ga là để không có được. Nó cao hơn hả? À. Ở đây nó có cái lỗ mà đâu có nút vô vừa đâu. Ngày xưa ông thợ ông xây cũng thiếu rồi. Xây cái bệ này thì bị thiếu chiều cao rồi. Thông tin với cô bác anh chị, hôm qua thì Bùi Hồ cũng ghé điện máy xanh để mà mua một cái thay mặt cho chị Tiên á, cũng có tham khảo ý kiến của chị Tiên để mà mua cái tủ lạnh. Tủ lạnh này thì 280 lít hay sao, hôm qua mua quên mất tiêu rồi. Nhưng mà tủ lạnh lớn cao như thế này á thì nó sẽ ít hao điện. Và tủ lạnh bây giờ đa số là inverter đều ít hao điện hết à. 236 lít. 236 lít.
Samsung. Bảo hành mấy năm ta? 2 năm. Một cái tủ lạnh nhỏ thì nó, với lại nhỏ mà để đồ nhiều thì nó sẽ hao điện hơn cái tủ lạnh to đúng không em? Dạ. À, không, bây giờ ta coi cái điện hết rồi. Tiết kiệm điện hết ha. Ờ. Ở đây có hai anh thợ, một anh lắp một cái tivi, một anh lắp một cái tủ lạnh. Vui không Nhung? Hả? Cũng vui. Vui nhiều không? Bất ngờ không? Món quà này thấy bất ngờ không? Bất ngờ. Bất ngờ nhiều không? Thành. Dạ. Sao em sao? Em thấy vui anh. Dạ hả? Dạ. Tại vì em thì chưa có thấy từng nào em vui như vậy. Dạ hả? Hôm qua thì mua không có cho Thành hay, chỉ nói là hôm nay có một cái món quà từ chị Tiên ở Mỹ thôi. Dạ. Cái tivi nè, cái tủ lạnh này thì nó cũng cũng cao. Cao khoảng 1m6, 1m7 vậy. Cũng cao, 1m6 đúng không? À, có, em sẽ để hộp dịch đồ đó, để những cái đồ vô sau này. Ví dụ như em có bán nước ngọt thì em có thể bỏ những cái chai nước ngọt vô đây. Người ta muốn uống nước ướp lạnh á, thì mình lấy nước ướp lạnh mình ở trong đây mình để đây sẵn mình bán cho người ta cũng được. Không, cái tủ lạnh này thì điện so với cái tủ lạnh nhỏ thì nó vẫn bằng nhau. Tuy nhiên á, khi mà cái tủ lạnh nhỏ mình để đồ nhiều á thì nó sẽ chạy công suất cao hơn và nó sẽ hao điện hơn so với cái tủ lạnh lớn. Tủ lạnh mà nó hao điện nhiều trừ khi mình mở ra mở vô nhiều nó mới hao điện thôi. Nên thành nữ là hai vợ chồng mà muốn tiết kiệm điện á là hai vợ chồng phải ít mở tủ lạnh ra vô nhiều để cho nó giữ lạnh ở trong cái ngăn lạnh á. Khi nào cần thiết mình hãy mở. Còn mỗi một tháng nó không có bao nhiêu tiền điện hết á, nên vợ chồng cứ bán vé số rồi bán nước tiết kiệm là anh nghĩ là sẽ đủ cái chi phí để mình trang trải cho cái cuộc sống của mình. Ha, đây tivi này hiệu Samsung của bác của anh chị. Ở đây có những cái đồ để nước đá, ngăn cũng khá là rộng hơn Nhung ha. Đây màu đen ở đây, ở dưới này được 1, 2, 3, 4 ngăn. Ở đây có để cho em đỡ những cái chai nước nè, để hộp dịch hay là để gì đó, đủ thứ hết á, rau củ nữa. Cái này ngày mai mình mới sử dụng được, để ngày nay cho nó ổn định ra, cho nó chạy đều hết thì ngày mai em mới sử dụng được ha. Chút xíu nữa anh này em sẽ tư vấn, đúng không anh? Đúng rồi, lát em sẽ hướng dẫn. Trước giờ là có nghĩ rằng mình sẽ có tủ, có tivi, tủ lạnh không? Dạ không. Hả? Dạ không. Không hả? Dạ. À, bây giờ hai vợ chồng cũng phải cố gắng lên làm thì mình phấn đấu để cho mình đừng quên cô bác anh chị như là chị Tiên thấy được. Cái sự cố gắng của mình trong cái cuộc sống ha. Thì các chị cũng hỗ trợ cho các em cái phần mà những cái khó khăn trước mắt để mình vượt qua, để sau đó mình sẽ phấn đấu lên, chứ không phải là các chị sẽ hỗ trợ cho các em đến suốt cuộc đời của mình, hiểu không? Ví dụ anh ví dụ đơn giản thôi, em bệnh thì các chị có thể hỗ trợ cho em việc đi khám bệnh, rồi cái việc mà đi khám bệnh xong thì chữa trị, uống thuốc điều trị là do năng lực mình cố gắng ha. Ok. Ôi trời ơi. Ơi ai khó lắm hả? Vâng kìa, tới coi tủ lạnh của mà về cái nó cũng lạ, nó cũng lạnh nó hoài vậy á. Dạ nó quậy á rồi vậy đó, khó dữ rồi. Cho chú lắp cái vô tiếng cho con coi. Lắp cái vô tiếng cho em bé coi, chị Tiên nói thôi để cho vợ chồng coi. Nhưng mà cái tivi là smart tivi nhưng mà nó phải có wifi thì nó bắt mới được. Đây, Bùi Hồ sẽ quyết định là để cái tivi này nó ở trong phòng luôn. Cái này phải gắn cái bát lên. Cái bát lên hôm qua là nghe nói là mấy trăm ngàn nữa. Dạ, 350 nữa. Lát nữa có cái bill hôm qua anh gửi chuyển hết 5 triệu rồi. Dạ đúng rồi. Còn lát nữa có cái phiếu thu thì gửi cho anh để anh chuyển khoản qua luôn. Dạ rồi, ok. Tivi này tivi 32 inch hiệu Sharp thì nó cũng khá là chắc chắn và màu cũng khá là đẹp luôn. Cái này bảo hành mấy năm ta? 2 năm. 2 năm ha. Lát nữa em có thể bắt cái khoan bắt cái điện này lên trên tường giùm anh ha. Để cho có em bé đợi điện ở dưới nó hơi bị nguy hiểm á. Bắt ở gần gần đây cũng được nữa nè. Bắt gần gần chỗ này nè.
để em đỡ điện ở dưới thì nguy hiểm. À, cũng mạng mà mạng nó yếu hết mạng yếu rồi. Hai vợ chồng sử dụng 4G của điện thoại hả? Dạ. Mỗi tháng nhiêu? Dạ thì em mua cái sim này thì cái sim cho... này là nó cho chứ nó chưa có đăng ký. Ừ, còn Nhung? Em cũng vậy. Là gọi là 4G hết. Dạ. Chắc hai vợ chồng tháng cũng khoảng cả 100.000 tiền 4G. Dạ, 100.000 nộp vô, 100.000 xài. Tới 99.000 là nếu mà nó tổng đài nó điện là làm nó nói mình hết mạng. Là em là nộp nhiêu? Em nộp bữa đó là em nộp có 100.000. 100.000 là xài hết thôi. Dạ, xài hết. Còn Thành? Em chưa có nộp lần nào. Thôi thì bây giờ như thế này nè, cái cục wifi á mỗi tháng là 175.000. Nhà anh đang xài. Thì thay vì em nộp 100.000 xài cho một cái điện thoại của Nhung thôi. Thì để vô mạng wifi á thì hai vợ chồng nên xài cái 175.000 một tháng. Thì 175.000 vừa xài được cho hai vợ chồng, vừa xài được cho tivi luôn. Thì nó sẽ tiện lợi hơn. Em hiểu không? Thì em qua ra ngoài Viettel á, em nói em đăng ký vô wifi. Đó, thì không biết là cái chi phí đầu vào là bao nhiêu nữa, nhưng mà cái chi phí đầu vào thì nó hơi mắc. Nhưng mà mỗi tháng sau này thì mình đóng chỉ có 175.000 thôi. Thì lúc đó là mình xài được điện thoại luôn, mình xài được tivi luôn. Chứ bây giờ nếu như mình tivi mình điện thoại mình xài vừa tốn tiền, mình chia hơi mình phải tốn tiền kia nữa ha. Anh nghĩ là như vậy. Thì người ta lại, ví dụ người ta lại uống cà phê, người ta hỏi, người ta hỏi mình wifi thì mình cũng có cái wifi ở Bắc trên đó đi. Bắc như sao? Đó hay là xích ở trên được, xích. À xích trên tuyến. Tại cái này mình bắt góc nó sẽ đẹp hơn, cái xây á. Cái này nó xây là mình để cái góc gì được luôn. Đưa lên. Không, tại vì coi ở đây nhìn lên nè. Nhìn lên thẳng lên đây nè. Em bắt cái xích ngoài này đi, sợ ở trong đó cái tường nó bị ấy á. Nếu ngoài đi đấy. Ờ đúng rồi, nói ngoài này đi. Nói gì? Chuyện nhà giờ đủ hết rồi, không thiếu gì. Không thiếu gì hả? Vui không? Vui. Hả? Vui. Tối vợ chồng với lại con ngủ sớm mình ghé mình coi chút xíu. À đưa ra cũng được ha. À, đưa vô cũng được luôn. Cái bát đó không là 350. Tại em đưa xích vô đi, xích vô tường đó, nó sẽ im hơn. Đúng rồi. Bây giờ bắt ốc cố định lại. Giờ anh thợ này anh bắt luôn cái điện khoan tường. Để mà để ở dưới thì nguy hiểm cho em bé. Nhung nói là bây giờ là không có thiếu gì nữa hết rồi. Hai vợ chồng vậy là có phước lắm rồi đó. Gáp cũng mau ha. Còn cài đặt nó cũng hơi lâu. Cài đặt nữa hả? Phải có wifi mới set up được ha. Dạ được. Để lấy em tắt wifi điện thoại cho em nghe được cài. Rồi. Thì hai vợ chồng mai mốt á, có xài wifi thì xài, một là chia hơi thì rẻ tiền hơn. Hai á, chia hơi thì mình cũng cần có một cái cục nói qua. Còn hai á là mình vô thẳng luôn thì nó cũng có 175.000. Bây giờ thì điện cũng đã treo cao lên. Ở tivi này chạy hệ điều hành Android luôn ha. Android trên tivi. Tivi bây giờ thì tất cả đều là Smart TV thông minh hết rồi. Thành thử ra là việc mà những cái tivi nó hỗ trợ coi YouTube, coi những cái ứng dụng trên giống như điện thoại vậy á. Và chỉ có khi mà có wifi á thì mình mới có thể xem YouTube được. TV 32 inch thì vừa với lại cái gia đình. Cũng khá là đẹp. Cái hiệu này thì cái màu này thì nó sẽ đẹp hơn một số màu khác. Lúc khởi động thì nó lâu ha. Nhưng mà sau này bắt thì nó mau ha. Đúng rồi, nó chỉ lâu lúc đầu thôi. Bây giờ mình phải set up một số cái nữa. Nực quá hả? Đây là YouTube là nó có chữ YouTube luôn á hả? À bấm vô đây là coi YouTube luôn. Bây giờ nó cũng thông minh dữ hơn. Coi Netflix luôn kìa, Google Play luôn kìa.
đang set up lại. TV này thì thông minh nè, tiện lợi. Vậy là hai vợ chồng coi TV được rồi. Vui rồi đúng không? Có TV ở nhà thì cũng vui nhà vui cửa thôi Nhung ha. Còn muốn mua gì nữa không? Này chưa tụi... Bây giờ thì tính mua cái camera gì nữa trời, em cũng không biết đâu. Có gì đâu mà phải mua, thôi từ từ đi, mình phải tiết kiệm tiền. Mình làm mình có tiền thì sau này mình khá giả lên tí xíu á thì mình muốn mua gì cũng được. Cái tivi là 4.194.000. Đúng rồi. Tủ lạnh là còn lại là 820. Hôm qua là anh đã gửi là 5 triệu. Yeah. Rồi thu thêm là 466.000, là cái này hóa đơn hôm qua bạn đó nói là tính bị lệch đúng không? Dạ đúng. Rồi cái khung treo là 350. Yeah. Thì tổng cộng là 5.480.000 cộng với 350 cái khung treo là tổng cộng là 5.830.000. Anh chuyển khoản qua cho em luôn ha. Dạ ok. Cho anh xin số tài khoản. À, vậy là hôm qua bạn đó nói tính cái bill mà nó giảm giá vậy đúng không? Đúng rồi. Vậy là anh chuyển cho em nhiêu? 5 triệu 5.830.000. Đây là cái phần quà của chị Tiên gửi cho em Thành với lại em Nhung hay cô bác của anh chị, gồm có cả tivi với lại tủ lạnh luôn. Em ngân hàng nào? Để em quét cho quét mã QR nè. Ừ. Rồi như vậy là cái tivi của mình đã kết nối được với lại cái wifi. Thì bây giờ wifi này là wifi của cái anh điện máy xanh, nên là nữ là mình sẽ sử dụng tạm, còn bình thường là phải có wifi mình mới sử dụng được. Đây cô bác của anh chị, sau khi tivi lắp ráp xong thì cũng đã hoàn thành rồi. Thì tổng cái số tiền mà cả hai phần quà là tí xíu nữa thì anh sẽ ra ngoài nói với Thành để cho Thành nói lời cảm ơn đối với chị Tiên luôn, với hai vợ chồng em ha. Và anh đã chuyển khoản xong rồi. Vậy là chỉ còn cái tủ lạnh là ngày 4 tiếng sau thì em mới lắp lại ha. Ồ, em mới găm điện vô và ngày mai em mới sử dụng được. Rồi, qua ra ngoài thợ hướng dẫn rồi. Rồi. Cũng màu sắc cũng khá là đẹp ha. Em nghiêm vô thì được khoảng 1 tiếng đồng hồ. Sau khi được 1 tiếng đồng hồ mà hai cửa thì mạnh hai cửa. Có hai cửa thì có hai cửa từ mạnh. Rồi mở hai cửa ra, rồi bắt đầu mình tháo con kem hết cái gì mình ha. Cắt đi. Như vậy là ngày hôm nay anh đã thay mặt cho chị Tiên để mà tặng cho gia đình em một cái tivi và một cái tủ lạnh. Thì không biết là bây giờ thì mình có vui dữ không? Hai vợ chồng cảm thấy như thế nào rồi? Bây giờ chắc có lẽ là Nhung nói trước đi, thấy Nhung hớn hở hơn nè. Dạ thì em cũng vui, bất ngờ. Bất ngờ hả? Dạ. Em nói lời cảm ơn đến tất cả các mạnh thường quân cũng như là cảm nói lời cảm ơn đến chị Tiên ở Mỹ đi Nhung. Dạ em cũng cảm ơn mấy cô chú và chị Tiên Trần ở bên Mỹ đã trợ cho em. Thành, em có lời nào muốn nói lời cảm ơn đến chị Tiên không? Dạ, em cũng rất vui, rất mừng có một chị Tiên Trần cũng hỗ trợ em một bất quà quá lớn. Trong lòng em rất vui. Em thì em cũng có chúc chị Tiên Trần thì cảm ơn chị có nhiều sức khỏe, có niềm vui hạnh phúc mới. Ngày hôm nay mình có bán với số không Thành? Dạ chưa. Dạ chắc cũng bữa thứ hai là em bán rồi. Tại vì mấy ngày nay em có điện ngủ rồi. Bữa thứ hai chắc có bán rồi. Hai vợ chồng vẫn còn đủ tiền xài mà đúng không? Dạ. Thành cảm ơn chị Tiên Trần ở Mỹ rất là nhiều đã hỗ trợ cho em Thành có được những cái sau những giờ lao động mệt mỏi đó, có những cái giây phút thư giãn cùng gia đình, chẳng hạn như là xem những cái màn ảnh nhỏ hoặc là những cái đồ dùng thiết yếu như là một cái tủ lạnh để cho vợ chồng có thể là để những cái đồ rau củ hoặc là để những cái đồ ăn mà mình ví dụ mình đi một lần mình mua để xe ăn sáng ăn chiều đó, để vô tủ lạnh thì nó cũng tiện hơn. Đây là những cái phần quà rất là thiết thực, ý nghĩa và rất là lớn lao đối với hai vợ chồng của em. Thì còn bây giờ thì chắc có lẽ là Bùi Hồ nói lời tạm biệt cô bác của anh chị cũng như là cảm ơn chị Tiên rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại cô bác của anh chị ở clip sau, ở những cái clip mà Bùi Hồ ghé lại thăm lại hoàn cảnh nhà của em Thành ha. Rồi chào hai vợ chồng ha.